Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của Tekla. Video này tôi làm để chia sẻ giải thích một chút về cái license Tekla Teacher Educational, tức là cái phiên bản dành cho các bạn sinh viên ấy. Ở đây chúng ta sẽ đi vào từ gốc rễ của vấn đề. Đầu tiên các bạn sẽ vào cho tôi cái trang tekla.com. Thì phần mềm Tekla Teacher có hai bản hiện tại, tính đến năm 2022 thì Tekla Teacher đã bắt đầu chuyển sang hình thức thuê bao, tức là license thuê bao, bán cho khách hàng mua thuê bao, mua phần mềm bản quyền. Thì còn với các bạn sinh viên thì các bạn sẽ cập nhật và sử dụng cái gói là gói Student Subscription. Thì cái gói này thì chỉ cần các bạn có một cái tài khoản Gimbal ID, các bạn đăng ký tài khoản. Ok, thì ở cái phần mô tả của video thì tôi có gửi cái link đăng ký tài khoản Gimbal ID và những cái lưu ý khi các bạn quản lý cái profile. Thì hôm nay tôi nói rõ hơn về cái khả năng, cái tính năng của cái bản Tekla Teacher phiên bản là Student Subscription 2022 nó khác hơn một chút so với cái phiên bản Tekla Teacher Educational trước đây, tức là bản Tekla Teacher Learning đó. Thì bây giờ nó là Tekla Teacher Student Subscription. Thì các bạn sẽ vào cho tôi, chúng ta sau khi các bạn đăng ký tài khoản Gimbal ID xong, các bạn sẽ vào phần support này. Chúng ta sẽ vào cái phần Tekla Indian System, hoặc là các bạn có thể vào cái trang account.tekla.com, nhưng mà tôi link đến trang Tekla User Justin này để có cái phần sign in đây. Đó. Thì bây giờ các bạn lưu ý, sau khi các bạn đăng ký xong, các bạn đăng nhập vào. Đó, thì các bạn đăng nhập thì chúng ta trong cái video lưu ý về cái phần license educational thì tôi có giải thích các bạn. Thì các bạn vào phần My Tekla Online Profile, các bạn để ý ở phần My License thì các bạn đó, thì đây là tôi đang là đăng nhập bằng cái license của công ty Clear đấy, của tôi ở công ty Clear. Nhưng giả sử các bạn là một cái bạn sinh viên, các bạn chưa có license bản quyền Tekla, tôi sẽ xin nhau, tôi sẽ thoát bằng đăng nhập bằng một cái account tài khoản là khác, tài khoản bất kỳ. Ok, tôi sẽ log in. Thì tôi đăng nhập bằng một cái tài khoản email của tôi, đó, email cá nhân, email Gmail. Ở cái việc đăng nhập cái Tekla Online bây giờ thì ngoài việc chúng ta đăng nhập bằng cái email và mật khẩu thì Tekla nó bắt cho các bạn xác nhận qua một cái công cụ là Authorizer. Thì các bạn cài cái app này trên điện thoại, xong rồi các bạn nó sẽ tự nhập cái email các bạn và nó tự động, nó sẽ cái app này mỗi một lần đăng nhập vào các bạn sẽ nhập một cái mã này, cái mã này nó sẽ thay đổi, nó giống như là một cái mã OTP ấy. Rất là hay. Ở đây thì nó bắt nhập một cái recover email, thì tôi nhập một cái email bất kỳ hoặc là skip this step này, tôi sẽ tạo không cần. Thì các bạn lưu ý ở phần My Profile thì các bạn nó sẽ có hai phần profile type là professional và educational. Thì các bạn muốn tạo cái lấy cái license edu thì các bạn nhớ là chọn đây là educational. Và nếu các bạn để professional mà các bạn không có cái license bản quyền thì các bạn sẽ không có cái license để các bạn dùng
cho cái tức là bạn các bạn sẽ không có cái license sinh viên ạ. Sau khi các bạn ấy xong thì các bạn phần phần license thì đây tôi có cái đã được chấp nhận cái Tech Student Service và được phần Active License. Thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý chúng ta sẽ có phần for educational purpose only, chúng ta click vào phần more information here. Thì đây chúng ta sẽ thấy rằng Tech Student Subscription là dùng cho việc là học tập, mục đích học tập thôi nha, cho các bạn sinh viên hoặc là các bạn hoặc các trung tâm đào tạo hoặc cao cấp hơn. Thì các bạn sẽ được dùng có thời hạn là 365 ngày từ ngày các bạn kích hoạt. Đây tôi còn 359 ngày từ ngày tôi đã kích hoạt start ở đây. Hiện tại tôi đang init. Và cái gói này nó sẽ gồm hai cái phần mềm, tức là structure và phần mềm tức là structure designer. Switch thì nó bao gồm tức là structure designer và tức là test. Đó. Và cái này các bạn chỉ cần đăng nhập một cái tài khoản Symbol ID, sau đó các bạn sẽ được sử dụng cái gói tức là student subscription này, và khi đó các bạn phải sử dụng cái phiên bản là educational. Thì lưu ý cái tức là student subscription thì sử dụng là tối đa là trong trong một thời điểm là chúng ta có thể đăng nhập được là trên hai thiết bị các bạn nhé. Ok chưa ạ? Và khi các bạn offline thì các bạn sẽ kết nối sử dụng được trong vòng là 24 giờ sau đó. Các bạn lưu ý cái đấy nhé. Tiếp theo, ở đây là giải thích về các cái phiên bản, các cái product tức là các phần mềm. Thứ nhất là Techna Structure Educational, thì cái phiên bản này nó sẽ có những cái tính năng gì nó khác với Techna Structure Learning trước đây. Thứ nhất, Techna Structure Educational mô hình tạo bởi cái phiên bản Edu này thì sẽ không mở được cái mô hình tạo bởi cái phần mềm license bản quyền. Và lưu ý và model tạo bởi cái những cái license khác Educational này nó sẽ backup trước khi các bạn mở. Và cái module Edu này nó bao gồm những cái giống như là một tính năng của một phiên bản tức là structure full, tức là các bạn có thể làm được toàn bộ mô hình kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép và liên kết cái cốt thép. Nó giống như cái phần phiên bản là Techna Structure Diamond ở trong cái gói Techna Subscription. Nhưng lưu ý là không có cái phần xuất bản vẽ gia công, tức là bản vẽ assembly và bản single pass và bản catalyst cho cấu kiện thép và precast. Và các bạn lưu ý tức là chúng ta chỉ dừng lại ở mô hình xuất bản vẽ GA, khối lượng vân 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 vân. Các bạn lưu ý và trên cái bản vẽ nó sẽ có cái phần water mark stamp có chữ Techna Structure Educational là chéo bản vẽ. Các bạn lưu ý cái đấy. Thì chúng ta lưu ý rằng Techna Structure Educational nó sẽ dừng lại ở phần xuất bản vẽ GA và mô hình đầy đủ nhưng không xuất được bản vẽ sau đó. Và trước đây Techna Structure Learning thì các bạn làm tất cả các tính năng đó. Ok chưa? Thì vậy trên đây là tôi giải thích thêm một chút xíu về cái phiên bản Techna Structure Educational trong cái gói Techna Student Subscription. Hả? Cái phần link này tôi sẽ để trong cái phần mô tả của video. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, các bạn hãy like, subscribe và chia sẻ cho các bạn khác được biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.